Nội ơi, nội ơi, tại sao nội lại bỏ con đi như vậy hả nội? Chia buồn cùng với anh chị Xuôi và gia đình về sự mất mát này. Vợ tôi bị bệnh nên không xuống được để chia buồn cùng với gia đình. Mong anh chị thông cảm. Cảm ơn ông đã lặn lội đường xa xa xôi xuống đây mà giữ đám tang má chồng tôi. Còn lái xe đưa con gái tôi với con rể về đây kịp giữ đám tang. Bây giờ gia đình đơn chiếc, có nhiều thiếu sót, tôi mong ông thông cảm cho. Chị đừng có nói như vậy, chúng ta là Xuôi gia mà. Chị em khác mẹ lúc 18:50 thứ sáu thứ bảy hàng tuần trên ứng dụng Vion. Cơ hội sở hữu vé ra Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion.